Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa quyết định thành lập ban chỉ đạo và tổ chức việc phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn tỉnh Long An. Theo đó, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh corona tỉnh gồm 39 thành viên, trong đó ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo, ông Quỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế làm phó trưởng ban chỉ đạo. Đồng thời, ngành y tế các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện cũng đã công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan đến bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona. Theo đó, đường dây nóng của Sở Y tế là 0967921414, của Bệnh viện Đa khoa Long An là 0967911414, của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi là 0967901414. Đường dây nóng hoạt động 24/24 và suốt 7 ngày trong tuần để tiếp nhận thông tin của tất cả người dân liên quan đến virus corona. Thông qua đó nhằm phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh.